Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Cao Trần. Vài ngũ hành, ngũ hành Ninh Mệnh, Sa Trung Kim, ngày Ất Mùi, tức Can Khắc Chi, nghĩa là Mộc Khắc Thổ và ngày hôm nay là ngày Cát. Vài nạp âm, sa trung kim, kỵ tuổi, kỵ xỉu, ất sửu ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xung với sửu hình sửu hại tý phá tuất và tuyệt sửu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỵ sửu quý sửu tân mão tân dậu tuổi xung trong tháng tuổi bính tuất giáp tuất bính dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thụ tự thì xấu sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn xấu mọi việc sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát, sáu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao sát chủ, kỵ về, sáu mọi việc, sao tội chỉ, sáu đối với tế tự, tố tụng, sao tứ thời cô cỏ, kỵ về an táng. Và đặc biệt, ngày 17 tháng 4 năm 2021, tức là ngày 6 tháng 3 năm Tân Sửu ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, vì vậy không nên tiến hành làm những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tý xem tử vi cho thấy bà tuổi Tý đang có điểm báo trải qua một ngày gặp phải nhiều khó khăn trong gia đình. Ngày này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tương hại cho thấy với bạn đang có những mâu thuẫn càng ngày càng kéo dài thì càng trở nên nghiêm trọng khó bẻ hòa giải. Với bà tuổi Tý trong ngày này muốn dành thêm nhiều thời gian cho gia đình nhưng thực thần chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi tí đang có được thời cơ kiếm tiền đã đến, chẳng mấy khi có được cơ hội tốt như vậy. Nếu như bạn tuổi tí trần trừ từ chối thì thực sự có thể là đánh mất thời cơ, tiền bạc cũng lùi xa. Với bạn tuổi tí, sự lựa chọn này có thể khiến cho bạn phải dai dứt ở trong lòng, có điều, giữa mùa dịch bệnh như thế này, có tiền tiêu là tốt, và với bà tuổi tí chẳng giá mạo hiểm để cả gia đình phải chịu khổ cùng mình, ít nhất cũng muốn có được cái nguồn tài chính trong gia đình được ổn định vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim tiền bạc được dồi dào không lo túng thiếu tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy mau thuận gia đình dễ phát sinh tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có nhiều vấn đề xuất hiện trong gia đình tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ làm ăn buôn bán được phát đạt tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc cần phải chú ý để không bỏ lỡ thời cơ Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bà tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất Sửu mùi, cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang có những chuyện biến khá tiêu cực. Và với bà tuổi xỉu, không đủ kiên nhận để lắng nghe, càng không thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của đối phương. Cái điều này làm cho chuyện tình cảm càng ngày càng rã nứt do thiếu đi sự thông cảm cho nhau và cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng bạn và người ấy lại không chịu ngồi xuống để nói chuyện, chia sẻ, tâm sự với nhau mà không ngừng cãi vã. Trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì hôm nay là một ngày bạn trải qua khá chi là buồn tẻ. Bạn tuổi Sửu đang cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi không tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Dù bạn bè, người thân ra sức giới thiệu, nhưng duyên vận chẳng lành với bạn. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim cần phải bình tĩnh để không hành động bốc đồng tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy đừng có đưa ra quyết định quá vội vàng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa gia đạo kiếm an in vợ chồng có sự cãi vã tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có nhiều chuyện không được giải quyết tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nên hiểu và thông cảm cho nhau Vài đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho nên với bà tuổi dần đang có được tài vận hôm nay khá vượng tiền bạc không lo túng thiếu thu nhập của bạn trong ngày được ổn định và giúp cho bạn vững tâm được phần nào Thêm vào đó, với bạn tuổi dần, xuân qua hạ tới, bạn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nào ai dám quê thường bạn nữa. Ngày này với bà tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc xung khắc với thổ, cái điều này khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng không được nồng nàn thám thiết cho lắm. Chuyện bé xé ra to với bà tuổi dần cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết chứ không phải để cho cảm xúc lấn át hết lý trí. Và với ba tuổi dần, bạn là người có nhiều tham vọng, mong muốn thực hiện, nhưng không phải lúc nào thực tế cũng như là sự mong ước của bạn. Nhiều nỗi buồn chất chứa ở trong lòng có thể điều đó khiến cho bạn tuổi dần dễ dàng bùng nổ hơn bình thường. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần mạnh dạn thực hiện ý tưởng của mình. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa tranh cãi không hồi kết nên khó được bình yên. Từ vi tuổi Mậu dần thuộc mệnh thổ có được nguồn thu nhập ổn định, vững vàng. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc cần phải học cách quản lý về tài chính tốt hơn. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đừng có cấu chấp mà mắc phải sai lầm. Vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy bà tuổi mão đang có được cơ hội để thừa nhận tình cảm của mình với đối phương đi yêu thì nói là yêu sao phải giấu giếm làm chi chỉ khiến cho cơ hội vụt mất khỏi tầm tay mình mà thôi ngày này bạn tuổi mão đang có được vận tam hợp quý nhân ở bên nếu như bạn không thừa cơ đào hoa vượng sắc như thế này để bắt đầu một mối quan hệ mới thì e rằng bạn sẽ còn mất thêm nhiều thời gian hơn nữa để tìm kiếm người thực sự muốn thành đôi với mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi mão đừng có vì chuyện tình cảm mà quên mất việc mình phải kiếm tiền nữa và hôm nay cái nguồn tài lộc với bà tuổi mão đang có được báo hiệu khá chi là vượng cơ hội để cho bạn kiếm tiền là không hề ít vì vậy với bà tuổi mão cần phải chủ động để thể hiện khả năng của mình trong việc cơ hội kiếm tiền đã đến về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tình cảm càng ngày càng nồng nàn tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tiền bạc kiếm được một cách nhanh chóng tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ đừng có để thời cơ vụt đi khỏi tầm tay tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nếu yêu thì cứ nói lời yêu tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim làm ăn buôn bán có được lộc về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp ngày có chính ấn chiếu mệnh và ngày hôm nay vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết chứ chẳng thể nào thảnh thơi nghỉ ngơi được cái guồng quay công việc cuốn bạn tuổi thìn đi có khi còn chẳng biết đã hết ngày lúc nào không hay và với bà tuổi thìn, sự bận rộn của công việc khiến cho bạn quên mất đi ngày tháng, bạn cố gắng nỗ lực hết sức vì không muốn những công sức trước đó của mình bỏ ra đổ xuống sông xuống bể mà đành chấp nhận và dù là ngày này cũng cả phải tăng ca nữa. với bà tuổi thìn tham công tiếc việc quá mức dễ khiến cho bạn tinh thần bị căng thẳng, mệt mỏi, cơ thể cũng kiệt quệ lắm. Bạn tuổi thìn cần phải biết cân đối về thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh tình trạng sức khỏe bị suy kiệt, tinh thần mệt mỏi về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nên hiểu làm thế nào để có được mục tiêu của mình tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ sức khỏe kiếm dễ mắc phải bệnh dạ dày tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đừng có hiểu sai ý kiến của người khác tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên cân bằng cuộc sống và công việc tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đừng có ham công tiếc việc quá mức Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tỵ mùi tương hội và ngày hôm nay với bà tuổi tỵ đang có được cơ hội đứng trước nhiều cơ hội để nên duyên lứa đôi về chuyện tình cảm cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy thực sự đã hiểu về nhau tình cảm cũng đủ lớn và mong muốn được về chung một nhà nữa rồi và ngày hôm nay với bà tuổi Tỵ bạn hãy chọn giờ lành để về ra mắt hai bên gia đình hãy giới thiệu đối phương với bạn bè thân thiết của mình còn chần chừ gì nữa mà không khẳng định phụ quyền của bản thân trong cái mối quan hệ tình cảm này và ngày này đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình biết đâu người ấy vốn đêm lòng yêu bạn đã lâu nhưng từ trước tới giờ bạn chẳng hề hay biết mà đặt họa ở ngoài vùng tình cảm lứa đôi về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tình yêu có được sau bao nhiêu dông bão tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ hãy yêu thương nhau như ngày mới bắt đầu tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có được tình yêu sau bao nhiêu khó khăn tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim hãy nắm bắt hạnh phúc ngay khi cần thiết tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy nên trân trọng những gì mà mình đang có vài đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bà tuổi ngọ đang có được báo hiệu trải qua một ngày có được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Vợ chồng tuổi này dễ đón tin vui về đường quân cái sau bao nhiêu ngày trông ngóng đợi chờ niềm hạnh phúc lớn lao sắp tới tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà Tử ngọ lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh bạn đang có điểm báo nguy cơ mất tiền hao của mà với bà Tử ngọ là người cả tin trao khoản tiền lớn vào tay người không xứng đáng chuyện vay mượn tế nhị cần phải khéo léo để không mất lòng cũng không bị mất tiền nữa Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi ngọ, bạn cũng đừng có mơ tượng về đầu tư mạo hiểm để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Đó có thể chính là nước cờ sai lầm của bạn. Bạn không hiểu gì về lĩnh vực mình đầu tư thì tốt nhất là không nên dốc hết vốn liếng của mình vào đó, kẹo lại mất tiền hao của. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tiểu nhân lửa gạt về tiền bạc, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, tình yêu chớm nở, có được nhiều niềm vui. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, cần phải thắt chặt trong việc chi tiêu, chớ có hoang phí. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, có được nhiều cơ hội để nắm lấy hạnh phúc. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tiền bạc tổn hao do thiếu đi sự sáng suốt. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mùi đang có điểm báo bạn trải qua một ngày công việc có nhiều áp lực gặp phải nhiều sự hỗn độn khối lượng công việc quá lớn khiến cho bạn tuổi mùi bắt buộc phải làm việc ngay cả tăng ca cuối ngày để đảm bảo được công việc đúng thời gian tuy nhiên với bạn tuổi mùi sự linh hoạt và sáng tạo bản mệnh hoàn toàn có thể xử lý hết mọi vấn đề một cách nhanh chóng với thành công mà bạn giành được trong ngày hôm nay thì bạn tuổi mùi hoàn toàn có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn có điều, sự thành công trong sự nghiệp của bạn mệnh trong ngày hôm nay rất có thể sẽ bị đánh đổi bởi sức khỏe của bạn. Và với bà tuổi mùi, nên chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, chứ đừng có mãi mê làm việc mà bộ bê không quan tâm tới sức khỏe của mình. Rất có thể cơ thể đang mắc phải bệnh dạ dày, đường tiêu hóa nữa về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim công việc bọn bè khó bè được thảnh thơi tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy sức khỏe tổn hao dễ mệt mỏi tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tinh thần căng thẳng do áp lực kéo dài tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên biết mục tiêu của mình nằm ở đâu tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc dù làm gì cũng nên chăm sóc cho bản thân mình Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang có điểm báo rất có thể trong ngày hôm nay sẽ vướng phải họa mất tiền do kíp tài xuất hiện hết lần này tới lần khác đe dọa bạn bạn tuổi thân đang có điểm báo mù quáng tin tưởng lầm người không đáng tin dốc hết tiền vào nơi không phải hơn thế nữa trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tự thân bạn mệnh quản xa đà vào những thú vui mua sắm trong khi những thứ bạn mua chưa chắc đã là thứ bạn cần chỉ là bạn mệnh thấy thích thú và mong muốn thỏa mãn thú vui của bản thân mình mà thôi Ngày này, với bà tuổi thân, lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Và ngày hôm nay, cái chuyện tình cảm lứa đôi của bạn sẽ được thăng hoa một cách nhanh chóng. Bạn và người ấy đi đến thống nhất trong mối quan hệ này, không còn mơ hồ về chuyện tương lai nữa về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có nguy cơ mất tiền hao của tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa tình cảm thăng hoa rực rỡ tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ đào hoa nở rộ tình yêu chấp cánh tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đừng để mình bị lừa gạt dễ dàng tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Dậu xem tử vi cho thấy với bà tuổi Dậu đang chịu ảnh hưởng của tỵ kim chiếu mệnh, cái điều này cảnh báo cho bà tuổi Dậu cần phải mềm mỏng và linh hoạt hơn, nếu không người phải chịu thiệt sẽ là chính bạn. Tử vi ngày thứ bảy này cho thấy bạn mệnh tuổi giàu rất có thể sẽ mất một số tiền lớn nếu như cứ cố chấp làm theo ý của mình. Các chuyện đầu tư kinh doanh không thể chỉ dựa vào vận may. Vì thế với bạn tuổi giàu có thể lần trước bạn may mắn thành công thu về tiền đầy tay, nhưng không có nghĩa là lần này cũng vậy. Với bạn tuổi giàu có thể sẽ mất mát tiền của vì sự ngang bướng của mình ngày này ạ, bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh, cho thấy con đường tình duyên của bạn đang có được dấu hiệu khởi sắc. biết đâu đấy trong lúc khó khăn lại có người đưa tay ra giúp đỡ, đơn giản vì tình cảm mà người ấy dành cho bạn thôi về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy cần phải quyết đoán và sáng suốt hơn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa chớ nên để tiền bạc trôi đi trong chớp mắt tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tình cảm đã chín mồi tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đừng quên nói lời yêu thương tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim có nhiều cơ hội để có được điều mình mong muốn vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn Tuất xỉu mùi và do bị ảnh hưởng bởi cục diện này cho nên mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi Tuất tưởng chừng như mới chớm nở đã sớm úa tàn. Sự khác biệt về quan điểm khiến cho đôi bên khó lòng đi đến cuối con đường được. Với bà tuổi tốt, có thể bản mệnh đã hơi vội vàng khi đưa ra quyết định tiến tới mối quan hệ này. Chưa tìm hiểu nhau đủ lâu cho nên giữa hai người còn tồn tại nhiều vướng mắc mâu thuẫn có thể bùng nổ từ những chuyện nhỏ nhặt. Và ngày này, đối với các cặp vợ chồng, không thực sự hài lòng về đối phương nhưng không muốn nói ra, làm mất hòa khí gia đình. Tuy nhiên đó cũng không phải là cách hợp lý bởi mâu thuẫn tích tụ càng lâu ngày có thể khiến cho tình cảm bị phai nhạt đi vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa chớ nên để mình làm điều mù quáng tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ cần phải bình tĩnh chớ nên nóng vội tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc có những chuyện cần phải mắt thấy tai nghe tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, hãy tin tưởng vào người mình yêu thương. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, đừng có để cho bản thân mình rơi nước mắt. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang có được báo hiệu trải qua một ngày cảm thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn có những người mình yêu thương ở bên cạnh bản mệnh tuổi hợi sẵn sàng làm tất cả mọi việc để giữ gìn hạnh phúc lúc này. Và với bạn tuổi hợi, trong ngày này có thể dành hàng giờ bên người thân mà không cảm thấy chán. Thời gian cuối tuần làm cho mọi người có thể thân thiết với nhau hơn, chia sẻ tâm sự với nhau nhiều điều trong cuộc sống của mình. Tất nhiên cũng có những lúc mọi người bất đồng quan điểm với nhau, nhưng với bạn thủy Hợi tin rằng tình cảm đôi bên đủ bền chặt sẽ bộ qua được tất cả và dù sao đi nữa cũng là người trong một nhà, chuyện gì mà không giải quyết được cơ chứ? vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa tình cảm có được sự thăng hoa rực rỡ tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ gia đình ấm êm hòa thuận bên nhau tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có được hậu phương vững chắc ủng hộ cho mình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim cần phải dành thêm nhiều thời gian cho gia đình tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy đừng có quên tâm sự chia sẻ với người mà mình yêu thương và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi xỉu tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại